Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1371-1371 Quanh, hai đạo binh khí va chạm, kinh thiên uy áp bao phủ ra, một tiếng ầm vang, phía dưới triêu thiên thành không thiếu kiến trúc chịu không được cổ uy áp này, ầm vang đổ sụp, càng là có không ít võ giả tại này của ba động phía dưới, phù một tiếng nổ bể ra tới, hôi phi yên diệt, đại gia cẩn thận. Long lăng phong kinh sợ quát chói tai, đỉnh phong lực lượng của võ hoàng thi triển ra tại hắn lôi kéo dưới, thượng quan lộc chờ võ hoàng cường giả nhau nhau ra tay, liên thủ tạo thành lĩnh vực, lúc này mới đem triêu thiên thành che lại xuống, sau đó nhau nhau hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, màu đen quang ám lấp lóe, khí tức kinh khủng cùng uy áp bên dưới, một bóng người bay ngược ra ngoài, toàn thân hắc sắc ma khí bao phủ, vô cùng chật vật, là cốt ác ma quân. Làm sao lại, cốt ác đại nhân bại? Làm sao có thể? Một đám dị ma tộc người trợn to trong mắt, mắt lộ ra hoảng sợ, cốt ác ma quân mình cũng kinh sợ vạn phần, phẫn nộ nhìn về phía trước, sắc mặt âm tình bất định, nó vậy mà bại, quanh, trong lúc nổ tung, khô lâu đà chủ giết đi ra, màu trắng cốt roi vũ động, cuốn quanh mà đến, ngươi đừng muốn trương cùng. Cốt ác ma quân tức giận, trên thân ma khí thông thiên, trong tay trường thương màu đen phía trên tia sáng càng lớn, từng đạo màu đen phù văn lộ ra trấn áp vạn cổ gian ác phóng ra ánh sáng chói mắt, nó nói lẩm bẩm, hắc sắc ma thương phía trên bắn mạnh hào quang, quy lực trong nháy mắt tăng vọt, là vệ thiên ma chủ đại nhân vô thượng bạo ma thuật. Chiêu này một khi thi triển, thiêu đốt ma hồn. Đủ để cho cốt ác đại nhân uy lực công kích tăng lên gấp đôi, có thế vượt cấp giết địch. Vệ thiên ma chủ đại nhân vậy mà đem dạng này chiêu số đều truyền thụ cho cốt ác sa ma. Lần này tên kia muốn thảm. Dị ma tộc người cùng hỉ không thôi, từng cái đã tính trước, một chiêu này, tại dị ma tộc bên trong cũng là tấm thuật, thuộc về ma chủ cấp bí thuật. Một khi thi triển, kinh thiên động địa, đồng cấp bậc bên trong, có thể xưng vô địch, cốt ác ma quân là triệt để nổi giận, một chiêu này một khi thi triển, lấy tu vi của nó đều sẽ trọng thương, thậm chí linh hồn suy yếu, bởi vì này một chiêu uy lực quá mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng đến linh hồn của nó bản nguyên, nhưng ở loại tình huống này, nó không thể không thi triển ông trường thương màu đen phía trên hắc quan chói mắt nở rộ giữa thiên địa phản phất có một tôn ma đầu buông xuống bầu trời đột nhiên âm trầm xuống nguyên bản sáng sổ bầu trời trong khoảnh khắc đen xuống phản phất lâm vào ma vực chết cốt ác ma quân gầm thép thiêu đốt ma hồn một thương đâm ra ngoài trên người nó ma khí bạo dũng trường thương màu đen đâm bạo hư không kinh diễm vạn cổ ngăn trở cô lâu đà chủ sắc mặt đại biến dưới một chiêu này nó cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, cốt ác ma quân chính là thượng vị ma quân cường giả, coi như không bằng nó khôi phục tu vi nhiều, nhưng một khi thi triển ma chủ cấp cấm thuật, thực lực tăng vọt phía dưới, đủ để bao trùm tại nó phía trên, cho nên, nó điên cuồng vũ động cốt roi. Tính toán ngăn cản một kích này, nhưng không cần, trường thương màu đen nở rộ sức mạnh hủy diệt hết thảy, một thương này bên trong sáp nhập vào cốt ác ma quân toàn bộ sức mạnh, thậm chí ngay cả ma hồn đều ở đây thiêu đốt ma chủ cấp tấm thuật cũng không phải nói đơn giản nói mà thôi kịch liệt oanh minh phía dưới khô lâu đà chủ cốt roi phòng ngự lập tức bị oanh mở hưu trường thương màu đen giống như một đạo lợi kiếm điên cuồng đâm vào khô lâu đà chủ trong thân thể đổ bắn ra trước nay chưa có chói mắt hào quang oanh kinh khủng hắc sắc ma quang đem khô lâu đà chủ trong nháy mắt thôn phệ giống như hắc động chôn vùi hết thảy một thương oanh ra cốt ác ma quân khí tức trên thân cấp tốc hư nhược xuống, một chiêu này tiêu hao nó toàn bộ sức mạnh. Chỉ cảm thấy trong thân thể truyền đến từng trận trống rỗng, cốt ác đại nhân. Một đám dị cao thủ ma tộc bay lượn đi lên, khẩn trương hỏi thăm, ta không sao, hừ, và tập ma quân đấu, nó còn non chút. Cốt ác ma quân đằng đằng sát khí, âm lãnh nhìn chầm chầm phía dưới triêu thiên thành, giữ tợn nói, đáng giận a, à, một kích này, tiêu hao bản ma quân số lớn ma hồn, trong thời gian ngắn coi như thôn phệ nhiều nhân loại hơn nữa đều bổ không trở lại. bản ma quân hôm nay muốn huyết tẩy cái này triêu thiên thành để giải bản ma quân mối hận trong lòng, giết những nhân loại đó, giết chết bọn hắn. vô số dị ma tộc người gào thét, sát ý trùng thiên, đem thiên địa đều cho che đậy đứng lên, hóa thành luyện ngục đồng dạng, xong triêu thiên thành bên trong tất cả dân chúng đều hoảng sợ ngẩng đầu, tuyệt vọng vô cùng liền trần đế các vĩnh dạ đại nhân đều vẫn lạc, ai còn có thể cứu bọn hắn, ta nói, bản tọa còn chưa có chết, các ngươi liền cấp hống hống muốn giết người, có phải hay không quá không đem bản tọa để ở trong mắt. Đột nhiên, một đạo nhe răng cười âm thanh lên, quanh, vô tận ma khí tán đi, trong bóng tối, khô lâu đà chủ thân hình nổi lên, nó ngực xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Tuấn tú khuôn mặt hoàn toàn bị hủy, trường thương màu đen đâm vào trên người của nó, lại cắm ở nó khung xương phía trên, bị nó tay phải gắt gao giữ tại ở trong tay, tại bạo tạc phía dưới bị oanh đi nửa bên mặt lộ ra giữ tận cười lạnh, cái gì, sao lại có thể như thế đây, bao quát cốt ác ma quân ở bên trong, tất cả dị ma tộc người đều trợn to mắt, ánh mắt suýt chút nữa đều bạo điệu. Cốt ác đại nhân thi triển ma chủ cấp cấm thuật vô thượng bạo ma thuật, vậy mà không có thể đem cái này vĩnh dạ ma quân chém giết, chẳng lẽ là bọn chúng hoa mắt sao, vô thượng bạo ma thuật, khặt khặt, bí thuật này có chút ý tứ, bản tọa ưa thích, đáng tiếc, muốn chém giết bản tọa, còn kém xa lắm. Khô Lâu Đà chủ dùng sức đem màu đen trường thương rút ra, phanh, trên người nó huyết nhục nổ tung. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại có khung xương, thế nhưng khung xương phía trên lại hiện ra đại đạo khí tức, một cổ lệnh tất cả dị ma tộc người cơ hồ phủ phục xuống khí tức lan tràn ra, chấn nhiếp thiên địa, ma chủ thân thể. Ngươi vậy mà nắm giữ ma chủ thân thể? cốt ác ma quân kinh hải trong lòng hiện lên vô tận sợ hãi khô lâu đà chủ trên thân tảng mát ra là ma chủ mới có khí tức cạc 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 khô lâu đà chủ mình cũng thoải mái không thôi nó năm đó ở tầng trần dưới sự giúp đỡ thông vệ thiên ma bí cảnh trung ma chủ thi hài mặc dù thực lực của nó chưa từng khôi phục lại mạnh cỡ nào nhưng nó nhục thân phòng ngự cũng đã hướng về ma chủ thân thể trình độ tiến phát cốt ác ma quân khi trước một kích kia có thế diệt sát bất luận cái gì bán thánh trở xuống dị ma tộc người nhưng lại căn bản là không có cách làm bị thương nó đi theo chủ nhân ngay cả có thịt ăn a à, khô lâu đà chủ nhe răng cười thân hình đột nhiên bắn mạnh ra ngoài quanh cốt roi phun trào trực tiếp hướng cốt ác ma quân cuốn tới không tốt mau lui lại cốt ác ma quân trong lòng tràn đầy sợ hãi quay người liền muốn thoát đi nơi đây nhưng khô lâu đà chủ như thế nào lại cho nó cơ hội đâu vốn cũng không phải là khô lâu đà chủ đối thủ cốt ác ma quân tại vô cùng hư nhược dưới tình huống lập tức bị khô lâu đà chủ vây khốn trong cơ thể linh hồn cùng tinh huyết điên cùng bị khô lâu đà chủ thôn phệ cạc 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 người hủy diệt bản tọa bộ phận thân thể liền lấy lực lượng của ngươi để đền bù a cốt ác ma quân thống khổ kêu thảm khí tức trên người không ngừng yếu bớt cuối cùng vịt một tiếng nổ bể ra tới tất cả lực lượng bị khô lâu đà chủ ma chủ thân thể triệt để thôn phệ cạc cạc, ma chủ thân thể tựa hồ tăng lên một chút như vậy, có lẽ như thế cắn nuốt, bản tọa sớm muộn cũng có một ngày, cũng có thể trở thành chân chính ma chủ cao kế tiếp, nó đại khai sát giới, liền cốt ác ma quân đều không phải là đối thủ của nó, còn dư lại dị ma tộc người căn bản không có nó địch, phốc phốc phốc, từng người từng người dị ma tộc người nhao nhao bị oanh bạo, chỉ trong chốc lát, đại lượng dị ma tộc người vẫn lạc, mà còn dư lại dị ma tộc người dưới sự kinh hoảng, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn khô lâu đà chủ một đường truy sát, thẳng đến căn bản cảm giác không đến khác gì ma tộc nhân chi phía sau, lúc này mới quay người trở về, chật chật, nghĩ không ra cuộc chiến đấu này, bản tọa thực lực rốt cuộc lại tăng lên không thiếu, cạc cạc, quả nhiên thôn vệ bản tộc người, mới là nhanh nhất khôi phục biện pháp A, khô lâu đà chủ có thể cảm giác được lực lượng của mình. Cũng tại hướng bán thánh vượt qua, rất có thể không lâu sau tương lai, đột phá đến bán thánh cảnh giới, cho đến lúc đó, nó mượn nhờ ma chủ thân thể, căn bản không sợ bất luận cái gì bán thánh cấp bậc dị ma tộc người, một lát sau, Khô Lâu Đà chủ về tới Triêu Thiên thành, tất cả mọi người lập tức rút lui nơi đây. Khô Lâu Đà chủ mặc dù giết cốt ác ma quân, nhưng là không cho rằng chính mình vô địch. Thiên ma bí cảnh là dị ma tộc bên trong cực kỳ trọng yếu một cái chiến trường, vệ thiên ma chủ một khi biết được tin tức, rất có thể sẽ tự mình đến đây, nó thực lực bây giờ tuy mạnh nhưng đối mặt vệ thiên ma chủ bực này chân chính ma chủ vẫn còn kém xa tự nhiên không dám khinh thường các đại vương triều người tự nhiên không dám thất lễ thiên ân vạn tạ phía dưới mang theo riêng mình dưới trướng nhao nhao rời đi triêu thiên thành ẩn giấu đi đến nỗi long lăng phong cùng số ít lưu lại trần đế các nhân thì lùi hướng về năm nước chỗ ở yêu tổ sơn mạch cùng ở nơi đó thành lập căn cứ dược vương viên chủ bọn người tiến đến tụ hợp cốt ác ma quân sau khi chết vô biên trên đường chân trời đang tại cảm giác hỗn độn ma sào phệ thiên ma chủ bỗng nhiên ngừng thân hình. Chân mày cau lại, ma chủ đại nhân. Máu đen bọn người nghi hoặc trông lại, nội tâm thấp thỏm, phệ thiên ma chủ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thiên ma bí cảnh phương hướng, lạnh lùng nói, cốt sợ chết. Máu đen đám người nhất thời cả kinh, ma chủ đại nhân, cốt sợ chết. Sao lại có thể như thế đây? Bọn chúng tất cả đều lấy làm kinh hãi cốt ác ma quân chính là vệ thiên ma chủ dưới quyền đại tướng. Lúc này mới bị phái đi thiên ma bí cảnh trọng địa, theo lý thuyết, cho dù là nhân tộc đỉnh phong võ đế, đều chưa hẳn là nó đối thủ, làm sao lại chết tại đây bắt thiên vực, chẳng lẽ là ma linh bọn chúng giết. Máu đen bọn người mắt lộ ra dữ tợn, tại bọn chúng nghĩ đến, cũng chỉ có ma linh có thực lực đem cốt ác ma quân chém giết, đại nhân có muốn hay không ta chờ đi thay cốt ác báo thù máu đen bọn người quát ầm lên, không cần, việc cấp bách là tiên tìm được hỗn độn ma xào quan trọng. Phệ thiên ma chủ lạnh trên một tiếng, ngươi lập tức thông tri những người còn lại, nhất định muốn cẩn thận một chút, mau chóng thôn phệ bắt thiên vực nhân tộc, khôi phục thực lực, nếu gặp phải cường địch, không muốn lỗ mãn. E rằng kế tiếp, cái này bắt thiên vực cũng sẽ không an bình. Vũ vực nhân tộc cao thủ cũng nhất định sẽ buông xuống, hiện phía trước giai đoạn, bảo tồn thực lực là hơn là máu đen không người nói, xem ra, cái kia thiên ma bí cảnh sau bản tọa tưởng tượng phải làm phiền một chút. Phệ thiên ma chủ ánh mắt âm trầm, quay người, hướng về một chỗ, lại lần nữa bay lượn mà đi, nó cảm giác đến hỗn độn ma sào khí tức, mơ hồ ngay tại cái kia phương hướng. Tại phệ thiên ma chủ mệnh lệnh dưới, nó dưới quyền dị ma tộc người càng thêm điên cùng tấn công bắt thiên vực nhân tộc thế lực, bách triêu đất nguy cơ giải trừ. Nhưng Bắc Thiên Vực nguy cơ lại càng kinh khủng, từng cái hoàn cấp thế lực, liên tiếp bị diệt, những nơi đi qua, máu chảy thành sông, thay ngang khắp đồng, toàn bộ Bắc Thiên Vực, đã hóa thành luyện ngục đồng dạng. Bắc Thiên Vực đang thành, ông, từng đạo khoáng đạt trận pháp khởi động, nhận được dị ma tộc ngang ngược tin tức đang thành, trước tiên mở ra hộ thành đại trận, từng đạo đáng sợ trận quang bốc lên, đem toàn bộ đang thành vây quanh bao khỏa, không có cách nào, hôm nay Bắc Thiên Vực, thần hồn nát thần tính khắp nơi đều là dị ma tộc ngang ngược, ai cũng không biết có một ngày. Dị ma tộc đại quân sẽ công tới Đan Thành, hơn nữa đây là tất nhiên, Đan Thành tại tầng trần trần đế các dưới sự giúp đỡ, bây giờ đã trở thành Bắc thiên vực số một thế lực lớn, thậm chí đã ẩn ẩn có Bắc thiên vực cấp cao nhất thế lực tư thế, ở đây, cường giả như mây, võ hoàng cường giả chỗ nào cũng có, thậm chí võ đế cường giả đều có xuất hiện, đã trở thành Bắc thiên vực hạch tâm. Thế lực như vậy, dị ma tộc người tuyệt đối sẽ để mắt tới, quả nhiên, một ngày này, dị ma tộc đại quân cuối cùng đến, kiệt kiệt kiệt, nơi này chính là Bắc Thiên Vực đang thành sao. Danh xưng Bắc Thiên Vực đệ nhất đại thế lực. Chi đội ngũ này, cùng tiến công thiên ma bí cảnh dị ma tộc đội ngũ cực kỳ tương tự, khoảng chừng hơn vạn dị ma tộc người, dẫn đầu cũng là một cái thượng vị ma quân. Đằng đằng sát khí, sau lưng còn đi theo rất nhiều trung vị ma quân cao thủ chỉ bất quá bởi vì dọc theo đường đi, bọn chúng đoạt sát nhân tộc cường giả thường thường cũng là thông thường võ hoàng cùng vũ vương, dẫn đến riêng phần mình khí tức trên thân đều hết sức pha tạp, mà bọn hắn mục đích, chính là trưởng khống đang thành, đang thành là bắt thiên vực trước mắt cường giả nhiều nhất thành trì. Chỉ cần chiếm đoạt ở đây, đủ để cho thực lực của bọn nó, tăng lên rất nhiều, cạt cạt, lại còn mở ra đại trận, nhưng bản tọa phá vỡ nó. Một cái dị ma tộc ma quân cười to, vỗ xuống một chưởng xuống, giống như sơn phong đồng dạng bàn tay khổng lồ ù ù nghiền ép xuống, tầm vang rơi vào đại trận kia phía trên, quanh, toàn bộ đại trận kịch liệt lắc lư, ánh sáng lóe lên. Nhưng vậy mà đem bàn tay này chặn lại, a, à, cái kia dị ma tộc ma quân giật mình, vốn là, bọn chúng cho là tiến công đang thành hẳn là chuyện rất đơn giản, nhưng ra tay sau đó, lại phát hiện có chút khó giải quyết, đang thành đại trận, mười phần đáng sợ, chính là cửu giai tấp bậc có thể ngăn trở công kích của bọn nó, mà nhất kích, cũng đột nhiên kinh động đến đang các bên trong vô số cường giả. Dị ma tộc người Là dị ma tộc người đến tiến công. Đây chính là dị ma tộc người sao. Lần lượt từng thân ảnh từ trong thành trì bay lượng mà ra, hoảng sợ nhìn xem trên đỉnh đầu đông nghiệp dị ma tộc người, mặc dù dị ma tộc người số lượng vẻn vẹn có trên vạn người, đối với ít nhất mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức dân đang thành mà nói, không đáng kể chút nào. Thế nhưng trên vạn người đội ngũ, lại đem bầu trời đều che phủ lên, đen nhánh ma khí hóa thành màn trời, đem Đang Thành trong nháy mắt giống như là từ tới 3 ngày đến rồi đêm tối, một hồi khủng hoảng, tại Đang Thành bên trong lan tràn ra dị ma tộc. Đang Thành bầu trời, mấy đạo khí tức khoáng đạt bóng người thì thào, sắc mặt khó coi nhìn xem đại trận bên ngoài dị cao thủ ma tộc. Trong lòng hiện lên lo nghĩ, cái này dẫn đầu một người, râu tóc hoa râm, chính là Đang Thành thành chủ. Bắc Thiên Vực đang cắt phân các chủ, huyền thịnh, mà ở bên cạnh hắn, là đang cắt mực độc lão và các cao thủ, mỗi cái đều là trần đế các cao thủ, trước kia chính là đỉnh phong võ đế cấp bậc cao thủ, bây giờ, vậy mà tất cả đều đột phá đến chính thiên vũ đế, tại sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Tu vi như vậy, phóng tới vũ vực bên trong tự nhiên không tính là gì, nhưng ở Bắc Thiên Vực, đã là nhân vật cực kỳ nghịch thiên, mà hết thảy này, còn nhờ vào tầng trần, đã thông bắt thiên vực đang cắt cùng vạn bảo lâu giao dịch, càng là cùng đang cắt Âu Dương Chính Kỳ bọn người quá gian quan hệ, mới khiến cho bắt thiên vực đang cắt phát triển nhanh như vậy, kịp kịp kiệt. Ở đây lại có võ đế cao thủ. Nhìn thấy huyền thịnh các chủ bọn người, trên bầu trời rất nhiều dị cao thủ ma tộc, ánh mắt lại là sáng lên, cái này, nhưng là một không thiếu dị cao thủ ma tộc trong lòng đều hiện ra cuồng hỉ, bắt thiên vực thật sự là quá bần tích trên đường đi bọn chúng gặp phải nhân loại cao thủ đính thiên chính là võ hoàng, đối với bọn chúng những thứ này vì cao thủ ma tộc mà nói quá mức nhỏ yếu, đoạt sát 10 phần khó chịu, dù sao, võ giả nhân loại tu vi càng cao, bọn chúng đoạt xá sau đó, khôi phục thực lực cũng sẽ càng nhiều. Đặc biệt là võ đế cấp bậc nhân loại cao thủ, đã bắt đầu tẩm bổ linh hồn chi lực, dạng này võ giả một khi bị đoạt xá, đủ để cho bọn chúng tại khôi phục thực lực quá trình bên trong, thiếu đi rất nhiều khúc chiết. Bởi vậy, những thứ này dị cao thủ ma tộc đối với nhân loại vũ đế cao tay quá quá thời hạn chờ đợi, nhưng mà ai biết, dọc theo đường đi, bọn chúng mà ngay cả một cái nhân loại võ đế đều không gặp phải. Buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được, bây giờ, ở nơi này đang thành bên trong, lập tức càng nhìn đến rồi nhiều tên vũ đế cao tay, để bọn chúng làm sao không cuồng hỉ, cạc cạc cạc, nhân loại võ đế, quá tốt rồi, chỉ cần thôn vệ những nhân loại này võ đế, bản tọa tu vi nhất định có thể trên phạm vi lớn khôi phục. Diệt đi cái này đang thành, đoạt xá những nhân loại này cường giả. Giết! Từng người từng người dị cao thủ ma tộc cuồng hống, trên gương mặt dữ tợn vô cùng hưng phấn, rầm rầm rầm, sau đó, bọn chúng ra tay rồi, điên cuồng đụng vào đại trận kia phía trên, ông, đang thành đại trận kịch liệt trung động, đại trận vòng bảo hộ tia sáng giống như là bị quấy nhiễu mặt hồ, không ngừng rạo rực xuất ra đạo đạo gợn sóng, toàn bộ đại trận ù ù anh minh. Phản phất tùy thời có thể phá toái, huyền thịnh các chủ sắc mặt lập tức thay đổi, những thứ này dị ma tộc khí tức của người thật là đáng sợ, liền hắn cũng cảm thấy tí ti hồi hộp, một khi đang thành bị phá, toàn bộ đang thành đều đưa hủy diệt tại những này dị ma tộc trong tay người, đến lúc đó đem không một người sống, chư vị đều theo bản các chủ ra tay, giữ gìn đại trận. Huyền thịnh các chủ trên thân chân nguyên phóng thích, cấp tốc dung nhập vào đại trận bên trong, điên cùng duy trì đại trận này vận chuyển ra tay thề cùng đang thành cùng tồn vong chư vị đang thành vừa vỡ chúng ta đều phải chết đại gia còn chờ cái gì mực độc lão già bọn người nhao nhao gầm thét rất nhiều chính thiên vũ đế cao thủ đồng loạt ra tay điên cùng đem sức mạnh quán thâu vào đại trận bên trong ở tại bọn hắn cổ động phía dưới đang thành bên trong rất nhiều khuôn mặt hoảng sợ cường giả cùng dân chúng cũng đều nhao nhao thi triển ra lực lượng của mình một cổ đáng sợ chân nguyên cấp tốc dung nhập vào đại trận bên trong, duy trì đại trận vận chuyển, toàn bộ đang thành có bao nhiêu người, mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức nhân khẩu, mặc dù trong đó có không ít võ giả tu vi cũng không cao. Có chỉ là lục giai vũ tôn, thậm chí còn có ngũ giai võ tông, cùng một chút tu vi thấp hơn bình dân, nhưng nhiều người như vậy liên thủ, ngưng tụ mà thành uy lực lại không phải bình thường, quanh, đang thành đại trận kịch liệt phát sáng, uy lực trong nháy mắt tăng vọt vậy mà chặn dị ma tộc lại một lần nữa xâm lấn, ân. Có chút ý tứ. Khác thường cao thủ ma tộc lộ ra cười lạnh. Chỉ là mấy cá nhân tộc võ đế, cũng nghĩ đối kháng chúng ta, bản tọa ngược lại muốn xem xem, các ngươi đại trận này, đến tột cùng có thể ngăn cản bao lâu. Các huynh đệ, theo ta ra tay. Rầm rầm rầm, từng người từng người dị cao thủ ma tộc ra tay, lập tức đại trận lại lần nữa kịch liệt đung đưa, phía trên vầng sáng không ngừng sáng tối lấp lóe, tùy thời đều muốn phá toái. Lưu cho đang thành thời gian không nhiều lắm, lúc này, tại Bắc Thiên Vực trên một ngọn núi cao, cung điện mọc lên như rừng, một mảnh cảnh tượng phồn hoa, ở đây Bắc Thiên trực tiếp truyền tống đến bất kỳ một cái nào phía dưới bốn vực, một cái biện pháp khác, chính là xuyên qua tầng tầng hư không phong bạo, cũng có thể từ dưới bốn vực đi tới vũ vực, bất quá muốn xuyên qua hư không phong bạo, võ hoàng trở xuống cao thủ, chắc chắn phải chết, trực tiếp sẽ bị hư không phong bạo xé rách, chỉ có võ hoàng trở lên cường giả, mới có cơ hội xuyên qua hư không phong bạo. Nói chung, võ đế cường giả xuyên qua hư không phong bạo, cơ hồ không có nguy hiểm, đến nỗi võ hoàng cấp bậc liền phải xem vận khí cùng thực lực, một số thời khắc, thậm chí ngay cả đỉnh phong võ hoàng đều sẽ vẫn lạc tại hư không trong gió lốc, bởi vậy con đường này, đi người cực kỳ thưa thớt, mà khóa vực đại trận xem như phía dưới bốn vực liên thông vũ vực thông đạo tự nhiên sẽ có cường giả tọa trấn, dưới tình huống bình thường, đều là do đại lục các đại thế lực sai phái cao thủ cộng thêm chấp pháp điện nhân trong coi, cái này cũng dẫn đến, khóa vực đại trận vị trí, thường thường là phía dưới bốn vực bên trong linh khí nhất là sung túc chỗ, mà tọa trấn cao thủ, cũng thường thường là võ đế cường giả, cho dù là vũ vực phát sinh loạn lạc. Phiêu miễu cung cùng mấy thế lực lớn ẩn ẩn đối lập, nhưng tại hạ 4 vực, loại này xung đột còn không rõ ràng, bởi vậy khóa vực đại trận vẫn như cũ từ chấp pháp điện cùng nhân tộc các đại thế lực trưởng khống, nhưng bây giờ, Bắc Thiên vực khóa vực đại trận chỗ, nhưng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là máu chảy thành sông, mấy ngàn tên dị ma tộc cao thủ. Đã chiếm đoạt ở đây, cạc cạc cạc, nghĩ không ra ở nơi này khóa vực đại trận chỗ, lại có thể có người tộc võ đế, thực sự là may mắn a à. nhưng bản tọa ít đi không ít khổ công một cái dị ma tộc cường giả toàn thân tản ra âm lãnh ma khí, thân thể giác băng vang dội, nguyên bản tuấn giật khuôn mặt, lập tức trở nên vạn phần dữ tợn cùng ghê tởm, từng cây gai sắt từ trên người nó bốc lên. Hiện ra lạnh lẽo lộng lẫy, Luca ma quân đại nhân, nghe nói cái này bắt thiên vực khóa vực đại trận, liên tiếp là nhân tộc chí cao chi địa vũ vực, tại nơi vũ vực bên trong, nhân loại vũ đế cao tay nhiều vô số kể không bằng chúng ta dọc theo cái kia khóa vực đại trận trực tiếp tiến vào vũ vực, đoạt xá nhân tộc vũ đế cao tay, cứ như vậy, bọn ta thực lực nhất định có thể trình độ lớn nhất khôi phục. Đại nhân ngài, cũng có thể đoạt xá một cái người mạnh hơn loại võ đế, sao lại không làm? Một cái vị cao thủ ma tộc thận trọng nói, nó đoạt xác chỉ là một cái võ hoàng cao thủ, trong lòng tự nhiên có chút buồn bực, nhịn không được giật dây, ba, Luca ma quân một bạc tay đưa nó quất bay ra ngoài, ánh mắt vô cùng băng lãnh, phản phất lạnh đau, tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết sao? Đừng quên ma chủ đại nhân mệnh lệnh. Chúng ta, chỉ cần chiếm lĩnh cái này bắt thiên vực liền có thể, đến nỗi tu vi, chỉ cần ma chủ đại nhân có thể tìm tới tộc ta thánh vật, muốn khôi phục tự nhiên không thành vấn đề, cần gì phải đi chỗ đó vũ vực. Cái kia vũ vực bên trong, nhân tộc cường giả tụ tập, nếu thật tốt như vậy chiếm lĩnh, cái kia ma linh mấy người cũng sẽ không ẩn tàng đã lâu như vậy. Là Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Cái kia dị cao thủ ma tộc nơm nớp lo sợ, gục đầu xuống, đại nhân, tất nhiên cái kia vũ vực bên trong cao thủ nhiều như vậy, chúng ta vì cái gì không đem cái này khóa vực đại trận làm hỏng. Một khi phá hư đại trận này, vũ vực bên trong nhân tộc cao thủ muốn đi vào cái này bắt thiên vực nhưng là khó rồi. Một tên khác cao thủ ma tộc nhắc nhở. Ngươi phá hư cho ta xem một chút. Cái này khóa vực đại trận, chính là nhân tộc thời đại viễn cổ cường giả sở thiết đưa, chính là thánh cấp đại trận, tính toán đối nó phá hư, sẽ gặp phải đại trận phản vệ, liền ma chủ đại nhân ở chưa từng khôi phục toàn thịnh thực lực phía trước, cũng không cách nào phá hư đại trận này, ngươi có bản lĩnh phá hư cho bản tọa xem. Ma quân mặt coi thường, video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.